Cựu quan chức lãnh sự Hoa Kỳ bị tù 5 năm. Cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ tại thành phố Sài Gòn bị tù 64 tháng vì nhận hơn 3 triệu Mỹ Kim tiền hối lộ để cấp thị thực vào Hoa Kỳ. Ông Michael Sestak, 44 tuổi, đã nhận tội từ tháng 11 năm 2013 tại tòa án quận ở Washington. Ba người khác cũng bị khép tội tham gia đường dây làm visa bất hợp pháp, mang lại khoản tiền hối lộ ít nhất là 9.78 triệu Mỹ Kim, theo thông cáo của cơ quan công tố Hoa Kỳ. Sestak người từng chịu trách nhiệm trong bộ phận lãnh sự của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Sài Gòn, cùng các bị cáo khác đã bị buộc tội khai và nộp khống 500 hồ sơ xin thị thực. Sestak thừa nhận đã nhận tiền để cấp visa trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2012 cho đến tháng 9 năm 2012. Những người muốn xin visa phải trả từ 15.000 Mỹ Kim cho đến 70.000 Mỹ Kim. Nhiều người trong số đó đã từng bị từ chối thị thực theo tài liệu nộp cho tòa, ông Sestak đã thu vén được 3 triệu Mỹ Kim, phần lớn được ông ta dùng để mua chính bất động sản ở Thái Lan. Sestak làm việc ở Tổng lãnh sự tại thành phố Sài Gòn từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 9 năm 2012. Ông này đã bị bắt giữ tháng 5 năm 2013 ở bang California. Bốn người khác cũng bị buộc tội trong vụ án. Trong số này có Bình Võ và em gái Hồng Võ, cả hai là công dân Hoa Kỳ sinh sống ở Việt Nam. Hai người khác mang quốc tịch Việt Nam, anh Đào Nguyễn, 32 tuổi, vợ Bình Võ, bà Trúc Huỳnh 31 tuổi